Pharmagreen chăm sóc da chuẩn y khoa. Chào mừng tất cả các anh chị giám đốc kinh doanh đã đến tham dự kỳ họp hàng tháng của Pharmagreen. Trong buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với lãnh đạo công ty để thống nhất triển khai các kế hoạch hoạt động chiến lược trong tháng. Đây sẽ là một cái quy trình chuẩn y khoa để chúng ta sẽ làm cho khách, bất kỳ một khách nào khi bước vào spa của chúng ta hoặc là đến cửa hàng của chúng ta tư vấn. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan dây chuyền sản xuất của DNA Hồng Yến để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về từng thành phần và quy trình để sản xuất ra một sản phẩm đến tay người tiêu dùng như thế nào nhé. Bye.